Chào các bạn, tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn là dành riêng cho dân tờ nút là làm thế nào để download được cái thời khóa biểu từ web về. Vì cái hướng dẫn này tôi hướng dẫn phục vụ chủ yếu sinh viên nên tôi sẽ hướng dẫn cách làm nào sinh viên lấy được thời khóa biểu từ trên web về. Đấy, còn giáo viên thì có thể có cái làm một tí thi thôi là xong. Thì download thời khóa biểu từ từ web về được Excel thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta vào web, xong chúng ta vào cái trang đăng ký môn học dkmh.tnut.edu.vn, vào trang đăng ký môn học trực tuyến. Sau đó chúng ta vào cái xem thời khóa biểu. Cái này chắc các bạn sinh viên được quen rồi nhưng giáo viên thì chắc là ít. Đây chúng ta thấy là kỳ 1 năm học 2012 2013, nhưng mà trường ta là năm nào cũng đưa vào đây nên là chúng ta vẫn làm theo cái này. Thì ở đây là có các cái nhóm là chọn môn học, chọn khoa học và chọn lớp. Đấy, thì nếu giáo viên thì nên là chọn khoa, còn sinh viên thì nên là chọn lớp. Đấy, nếu mà giáo viên có thể dạy mấy môn học thì chúng ta có thể chọn là những môn học mà chúng ta làm riêng. Thế là giả sử như là với sinh viên mình ta chọn lớp học. Đấy, với lớp học thì ví dụ như là các bạn học lớp nào thì các bạn chọn lớp đấy thôi. Đấy, ví dụ như là tôi dạy một lớp thì tôi học trong một lớp ví dụ như chọn khoa, tôi nhìn xem lớp học khoa điện tử xem là học kỳ đấy, ví dụ thế để xem là nó có những cái môn gì mình chọn cho nó chuẩn. Rồi thì đây là trong khoa điện tử thì có rất là nhiều. Nhiều giáo viên không biết lấy danh sách đâu, nhưng mà danh sách thực ra là ở đây trường mình cho rồi, là ở đây rồi. Thế bây giờ ví dụ như là tôi dạy cái hệ thống nhóm mà ví dụ ở đây này. Tôi Ctrl F tìm kiếm hệ thống nhóm đây rồi. Ví dụ thế, đây, hệ thống nhóm là của lớp là lớp 45Z, nhưng mà 45Z thì tên lớp 45Z thì ở đây. Đấy, đấy mã lớp này. Có những cái ở đây thì tôi thấy là 11110951 ví dụ thế chẳng hạn, thì tôi sẽ chọn toàn bộ cái môn học của lớp 45Z này 09531. Đấy, tôi chọn lớp. Vì tôi thì thực ra tôi không rõ cái lớp của các bạn là cái lớp gì mà. Thế nên là tôi mới phải có, còn tất nhiên các bạn học này thì các bạn biết nó là lớp gì rồi thì không tính. Cái trang này bây giờ mạng nó hơi chậm nên là nó hơi chậm. Thế là nhiệm vụ của chúng ta bây giờ đấy đang là lấy đấy đây rồi 11109 rồi đến 5 xong đến 3109 đây 11109531 đây, vừa lại tôi để ở đây rồi đấy 11109531 rồi, chọn xem dạo kỳ chọn. Thì lúc này nó chỉ là sắp xếp theo nguyên của cái lấy phải có biểu nguyên của cái lớp này thôi. Cái này nó hơi mất thời gian để lựa chọn dữ liệu nên chúng ta chịu khó chờ tí. Thì đây là toàn bộ các cái môn học của cái lớp là 11109531. Đấy.
rất là nhiều, rất là nhiều. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này xuống, lấy này xuống, in thời báo biểu. Đấy, in thời báo biểu thì ở đây tôi xem tất cả các trang đi. Đấy, thời thứ nhất, trang thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba, trang thứ tư, tức là bốn trang này. Thứ biểu rất là dài. Bây giờ tôi chọn save vào và chọn Microsoft Excel. Thì đây tôi save vào. Tôi save vào, tôi chọn cứ ở đây tôi. Đấy, thì đây nó file ở đây. Tôi chuột phải tôi mở nó ra. Chúng ta có thể ra desktop mà ra cũng được, không sao cả. Mở không sao. Đấy. Thì đây là file Excel. Đấy. Thì có 4 trang tất cả là thời báo biểu của cái lớp 400Z này. Đấy. Thì bây giờ tôi tạo ra một cái file Excel mới. Tôi tạo ra file Excel mới nhé. Sau đó tôi quay lại cái Excel cũ này để tôi làm nhiệm vụ như sau. Là tôi bấm vào đây này, bấm vào chữ mã mua hàng này. Giữ shift xong bấm cái thứ hai vào đây. Xong là chọn copy. Sang cái file Excel mới. Bấm vào ô đầu tiên A1 này. Chọn paste. Càng chuẩn về. Hơi khó. Càng chuẩn về. Rồi. Cái thứ nhất nhé, cái thứ nhất này à không, bấm xong Ctrl V xong rồi đây nó có cái này đây này, rất hết sức lưu ý nhé, cái này mới được này. Bấm vào đây chọn cái từ từ đã, chúng ta chọn cái này ở đây nhé. Đấy, bấm đây này, Ctrl C chọn đây là người ta sang luôn đây, Ctrl V chọn ở đây, xong rồi chúng ta bấm vào đây và chúng ta giữ luôn lấy cái vệ cái value này, bấm vệ value không. Đấy. Vẫn ở cái trang này mà tí nữa chúng ta mới có ra. Sang từ trang thứ hai trở đi chúng ta bấm vào đây. Đây đây. Ctrl C. Trang này bấm tiếp vào đây, Ctrl V. Sau đó bấm cái này để chọn value không thôi. Rồi sang trang thứ ba. Bấm đây, Ctrl C. Ctrl V và chọn value không rồi. Đấy, phải nhớ cái đó. Sang trang thứ tư. Mỗi cái này thôi, Ctrl C. Ctrl V chọn value không rồi. Rồi. Xong bước 1. Bước thứ hai là boolean toàn bộ. Bấm vào đây co cái này nó bé bé. Bé bé như này, đều như này. Bước 1 là xong như vậy nha, tất cả các ô đều nhau rồi. Bước 2 là để cái con chuột vào cái chỗ giữa của hai ô này, kích nút phát. Đấy, xong rồi. Bây giờ cứ ô nào trắng thì chúng ta xóa đi. À, cái cột nào trắng chúng ta xóa đi. Chuột phải. Đây, đây ba cột. Chuột phải. Đây, đây. Đây cột này. Chuột phải. Đây, đây. Cột này. Chuột phải. Đây, đây. Hai cột trắng. Đây, đây. Một cột trắng. Đây, đây. Một cột trắng. Đây, đây. Ba cột trắng, bốn cột trắng cũng đều rồi xong. Đấy, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy là cái file à cái đây một dòng trắng này đều hết nữa rồi, thứ tự phải để nguyên như này, không được phép thay đổi thứ tự. Đấy. Thì để cho dễ nhìn thì chúng ta có thể chọn vào đây, chọn cái không là new Q-E. Đấy, chọn không quê. Cái phông này rất là dễ nhìn, nhưng công phông QE chúng ta chọn QE new dễ nhìn hơn. QE đấy thì tuần mười mấy nó thể hiện hết ở đây. Như vậy như này đã chuẩn bị xong dữ liệu rồi, đã toàn bộ xong dữ liệu rồi. Bây giờ chúng ta mới copy Ctrl A Ctrl C copy, sau đó sang tới đây tạo một cái Excel mới đi. Rồi, ở qua một Ctrl V một cái. Đấy, thì là mọi cái giữ nguyên. Không có gì đặc biệt cả. Bấm vào đây, kích nút vào đây để cho nó giãn ra cho nó đẹp. Nhìn như này rồi. Như vậy thì cái ô này đã xong.
chúng ta lưu lại Ctrl S để lưu lại, vào ổ C, đi. Đấy, chúng ta chọn là book 1, chúng ta đặt tên là thời khóa biểu nha, thời khóa biểu. Đấy. Nhưng mà cái này chúng ta đặt tên nó là đuôi dạng XLS. Đấy. Xây vào có Gblade. Rồi. Như vậy thì cái này là xong. Để việc chuẩn bị dữ liệu này là xong rồi. Sang bước tiếp theo là download và lấy thời khóa biểu về xong rồi. Đấy, chỉnh sửa cũng xong rồi. Thế nhưng mà đối với giáo viên thì làm nào? Đối với giáo viên ấy thì nó hơi hơi khó một tí, ở trong này nó không có giáo viên, không 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 có cái lựa chọn dành cho riêng cho giáo viên. Thì chúng ta có thể chọn là chọn theo cái môn, theo cái lớp của chúng ta, cái môn học. Ví dụ chúng ta dạy bao nhiêu môn thì chọn cái môn học. Đó, ví dụ như là tôi dạy hệ thống nhúng này, tôi chọn ở đây nhưng tôi copy cái chữ hệ thống nhúng này, Canon C, Canon V. Thì đấy, xóa cái dữ liệu thừa đi rồi là cái hệ thống nhúng. Đấy, hệ thống nhúng thì tôi chọn một cái. Thì như thế này là đầu tiên chúng ta chọn một hệ thống nhúng. Nếu như ai mà dạy nhiều hệ thống nhúng, nhiều môn hệ thống nhúng, nhiều môn khác nhau ấy. Ví dụ là cái hệ thống nhúng là cái C, C cũng cộng một vi xử lý điều khiển vân vân, thì chúng ta sẽ làm 3 lần. 3 lần giống như vậy. Thì từ đây chúng ta lại in thời khóa biểu. Thì lúc này chúng ta chỉ in thời khóa biểu đúng mỗi hệ thống nhúng thôi. Thế và có thể là một môn nhưng có thể có giáo nhiều giáo viên dạng dạy khác nhau. Thì khi mà xuất sang Excel thì chúng ta mới xóa bớt cái, ví dụ như là giả sử như tôi dạy 45Z, 45DK. Thế còn 45X này tôi không dạy, thì vào trong Excel thì tôi xóa cái dòng dòng cứ chỗ nào có lớp X thì tôi xóa đi. Đấy, thế xong tôi copy dồn mấy cái vào làm một. Thế là xong. Đấy, thì công việc nó cuối cùng để ra được cái bảng này. Đấy. Cuối cùng là ra được cái bảng này. Thế ví dụ như ở đây chẳng hạn thì cái môn đo lường thông tin công nghiệp tôi không dạy thì tôi xóa đi. Đấy, tôi delete đi. Trước khi copy sang tôi cứ delete đi. Dạy đúng cái môn nào mình cần thôi. Ví dụ làm 2-3 bảng khác nhau thì chúng ta chọn sinh ra một file Excel mà chỉ toàn cái môn của chúng ta thôi. Đấy. Nếu ví dụ đo lường thông tin công nghiệp thì tôi cứ chỗ nào có đo lường thông tin công nghiệp tôi xóa đi. Ví dụ thế là thì có thể cách xóa nhanh là như này, là sắp xếp cứ copy hết đi, tất cả các môn của các người khác nhau cứ copy hết là được. Và rồi chúng ta vào data, chúng ta vào sort một cái, sắp xếp theo cột là có ở đây có cái tiêu đề này, sắp xếp theo cột là nhóm môn học. Ví dụ thế này, mình sắp xếp nhóm môn học, nếu cùng mà nhóm môn học ấy, cùng nhóm môn học ở đây thì sắp xếp theo tên môn học. Đấy, sắp xếp tên môn học, nếu như cùng tên môn học thì chúng ta phải sắp xếp theo tiêu chí nào đó, ví dụ như là mã lớp hạn hay cái gì đó, nhưng mà cứ hai cái này là đủ rồi. Ok, thì lúc này đấy, thì ví dụ như là đây các hệ thống thông minh này là tôi không dạy thì tôi xóa các là hết sạch hệ thống thông minh, vậy hệ thống thông tin công nghiệp đo lường, hệ thống thông tin đo lường công nghiệp tôi không dạy, vui là tôi xóa hết các là sạch. Thì cuối cùng là chỉ còn có mỗi ví dụ hệ thống nhúng, tôi dạy hệ thống nhúng ví dụ này và cơ sở dữ liệu này, thì tôi còn giữ lại cái này, còn các khác tôi xóa hết. Đấy. Thì đấy là việc với giáo viên để lấy ra cái thông tin như vừa rồi. Thì coi giả sử coi như đối với chúng ta đang làm với mã lớp là như thế nào, và chúng ta coi có thời khóa biểu chấm xs ở ổ C xong rồi nhé, xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Thì cái này xong rồi, thứ hai là chuyển đổi dữ liệu cái này sang dạng chuẩn của cái Google Calendar. Thì ở dạng chuẩn Google Calendar ấy, thì lúc nãy chúng ta đã download về cái này rồi, download cái này về rồi. Thì ở đây là có một cách là chúng ta tự thêm đấy. đây là cái mẫu đấy, còn đây là cái mẫu tôi gửi cho các bạn. Thì lúc này là chúng ta có thể tự thêm vào tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4 như thế này
nếu chúng ta muốn nên tự thêm tự làm đấy, thì tự làm giống như lúc nãy, nhìn vào cái căn cứ vừa đấy giống như lúc nãy, hoặc là có thể làm cách khác đấy, có thể làm cách khác. Ví dụ chúng ta có cái này rồi nha, có này rồi chúng ta có thể làm cách khác. Tôi có một cái phần mềm, tôi có một cái phần mềm là cái này. Đấy, các bạn có thể gửi file cho tôi qua Tuấn Anh đi xử lý gmail.com như này, tôi học Tuấn Anh KTMT này cũng được. Thì tôi sẽ sinh ra một file. Đấy, từ ổ C đây. Từ ổ C mà phải có biểu đây, dữ liệu là phải có biểu đây. Đây, dữ liệu là cái này nhé, dữ liệu là cái này, đo lường thông tin dung lượng nhé. Nó sẽ sinh từ trên dưới, đo lường thông tin dung lượng xuống cơ sở dữ liệu nhé. Và tôi đóng lại, xong rồi tôi dùng cái phần mềm để sinh ra Google Calendar. Đấy. Thì tôi sinh ra đây thì nó sinh ra cái file này là c2.tact-ik.ics, có thể ép vào Google Calendar. Ok. Ok, và bây giờ nó lại mở ngay cho chúng ta một cái file này nữa. Đây, thì cái file này là nó có bao nhiêu môn ở bên kia thì bây giờ là chuẩn hết như này rồi. Đấy, đã sinh ra như này rồi. Thì chúng ta có thể copy từng dòng một. Copy từng dòng một xong rồi cho vào trong 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 cái Google lịch này. Đấy. Hoặc là không thì ở trong cái Google lịch này chúng ta có một cái là vào à, chúng ta vào chỗ này nhé, vào lịch này. Đấy, vào cài đặt lịch này. Đấy, chúng ta vào nhập lịch này. Đấy, thì ở đây cái nhập lịch ở đây là chúng ta lấy một cái là ở ổ C, đúng vậy, tôi tạo ra nó ở ổ C mà. Ở ổ C xong rồi cái file tact.ics này. Đấy. Thì nếu mà bây giờ tôi ok một cái thì nó sẽ vào ngay toàn bộ cái lịch vừa rồi, nó sẽ nhảy vào cái lịch của tôi ngay tức. Đấy. Thì tôi không, vì đây không phải lịch của tôi cho nên tôi chỉ hướng dẫn đấy thôi. Đấy. Vì nếu mà vào như thế xong rồi thì xóa này lắm. Nhưng nếu như không thì tôi có thể lấy cái này tôi cần bao nhiêu cái, ví dụ như này tôi có 1, 2, 3, 4, 5 sự kiện, có thể Canon A nhé, có thể Canon A, Canon C, nhưng mà đấy tôi không, vì không phải của tôi nên tôi lấy ví dụ thôi. Đấy, ví dụ như này Canon C tôi lấy 6 cái như này, từ 1 đến 6. Đấy, tôi copy lại. Đấy, sau đó thì tôi sang phía bên bên cái trang web hỗ trợ này, sẽ cần một lần để tôi kết này. Ở đây nó sẽ vào toán anh xử lý mà có 6 sự kiện này, cơ sở dữ liệu nhé, và đo lường lên nhiều nhé, thêm vào. Thì cái này tùy thuộc vào tốc độ của mạng, nó sẽ gửi nhanh hay là gửi chậm. Xong rồi, ok, đây chúng ta vào lịch. Đây chúng ta vào lịch thì chúng ta xem là cái thông tin lúc nãy là bao nhiêu, ngày 17 tháng 12, ngày 10 tháng 12, ngày 3 tháng 12, tháng 11 và tháng 10. Như vậy tháng 12, tháng 11 và tháng 10. Tháng 11 tháng 12 đây rồi, à tháng 11 tháng 11 đây nó hơi đây, sang tháng này. Tháng 11 này, ví dụ đây là nguyện của tôi nhé. Đấy, sang tháng 12 đấy. Đấy, bây giờ tôi xem cái lịch biểu này. À đấy, thì ở đây nó lại có cái dấu như này đấy, dấu như này, vì là ở trong cái đấy của chúng ta là có tiếng Việt. Đấy, trong cái thông tin của chúng ta là có tiếng Việt cho nên là nó mới có cái dấu như này, thì bây giờ chúng ta phải làm lại cái tên môn học đây, ở đây không được có dấu. Nếu có dấu ấy, thì hoặc là thêm trực tiếp hoặc là import, cái import lúc nãy thì nó sẽ vào là đúng là có dấu thật. Còn nếu đây có dấu như này thì chúng ta làm như sau, chúng ta vào cái này này, cái UDK này, chúng ta bấm cái công cụ này lên. Đấy, thì công cụ thì chúng ta chọn Unicode sang Unicode và loại đổi dấu. Đấy, đọc. Đấy, bây giờ chúng ta chọn copy này. Xong rồi chúng ta có thể
bấm Ctrl Shift F9. Ok, xong rồi. Đấy, xong bây giờ chúng ta paste lại. Thì chúng ta thấy là đây cái đoạn này. Đây, cái đoạn này nó hoàn toàn mất dấu rồi. Thì chúng ta lấy cái đoạn này copy. Đấy, xong rồi paste thêm sự kiện này. Thì cái việc này là bỏ dấu đi hay gì đó thì cái chuyển mã phông này của cái anh công cụ này rất là hay. Đấy, từ phông ABC sang Unicode rồi sang Word, phông gì và từ phông gì sang phông gì cũng được. Đấy, vân vân, nó rất là hay. Đấy, thì chúng ta bỏ dấu đi và xong rồi ok. Đang quay lại chúng ta làm mới một cái. Đấy, chúng ta thấy đây cơ sở dữ liệu này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó tùy thuộc vào thời gian này. Đấy, cho nó xong rồi. Và mỗi một cái dữ liệu này sẽ được sẽ có cái tin nhắn cho chúng ta đến di động đâu trước đó 5 phút và 15 phút. Đấy. Thì đây là với cách làm mà dùng cái trang web hỗ trợ. Thế còn bây giờ tôi tạo lên một cái, tôi chỉnh sửa cái file thành biểu này để tôi làm nó ngắn lại. Đây, ví dụ như tôi có 1, 2, 3, 4, 5, 6 như này, tôi có cái này, xóa cái này đi vì làm thử này. Ví dụ bây giờ chúng ta còn ngắn như này thôi để tí xóa cho nhanh, xong rồi ghi lại. Rồi. Nếu mà tôi mà xin ra file cái file này, cái mấy cái file này tưởng lại, tôi xin ra file này, thì tôi sẽ xin ra file là ICS, này. Có thể là Google Canva này. Đấy thì cái file như này như lúc nãy, như vậy cũng tôi làm với vẫn giống như vậy nhé, nhưng mà tôi không copy cái này nữa cả, nên rồi tôi bỏ qua cái thế và tôi thêm vào đây xong mà cài đặt, còn tôi nhập lịch, chọn một cái file là file tact.icon.ics open, nhập lịch vào cái lịch của mình, nhập thì đã có 5 sự kiện xử lý thành công đó. Thế này chúng ta quay lại và bây giờ là nó lại có tiếng Việt thì nhập lịch vào lại có tiếng Việt và cũng có thời gian. Đấy, mọi thứ giống y xì như thế nhưng mà nó nhanh hơn nhiều, nhanh hơn rất nhiều và lại có tiếng Việt rất là hay. Đấy, và ở đây còn có bản đồ nữa, vân vân, thêm rồi tôi thêm vào cho vui mà. Đấy, là cái sự kiện nó này là như vậy. Thì là chuyển về import như thế. Vậy thì toàn bộ cái nội dung này tôi đã hướng dẫn xong rồi. Đấy, thì các bạn có thể xem video này ở trên trang vkt.net này. Đấy, vào cái phần đây là chính cái phần này, cái video này tôi sẽ để ở trong này. Đấy, các bạn xem ở trong đây là xong. Còn cái dữ liệu mẫu để dạng mẫu thì các bạn có thể đào ở đây. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn.